Chào mọi người, hôm nay mùng 2 Tết, nhà mình đi qua Đà Lạt chơi. Đây, nhà mình 4 người. Hôm nay mình sẽ qua Đà Lạt trải nghiệm cái Tết bên Đà Lạt, tại vì ở Missouri của mình nó không có không khí Tết với người Việt ít. Cho nên mình sẽ đi Đà Lạt, mình đang ở chuẩn bị ra máy bay. Cho nên là mình chào mọi người trước. Mình qua Đà Lạt có cái gì vui thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết như thế nào. Ok, họ đang gọi tới từ số 1 tới số 10, 20. Cho nên mình sẽ chuẩn bị. Ok, mình sẽ chuẩn bị lên máy bay nha các bạn. Thì mình sẽ gặp lại các bạn sau vào bên Đà Lạt. Chào mọi người. Thì nếu mọi người thấy cái gì bên Đà Lạt hay, ai ở bên Đà Lạt có cái gì hay thì nhớ help mình, chỉ mình. Ok. Chào mọi người, mình đã trở lại với chợ Hồng Kông. Bây giờ chuẩn bị đội lân và đốt pháo, chuẩn bị đang chụp hình để chuẩn bị ra biểu diễn. Mình sẽ cho mọi người coi, có thể mình không nói được. Chuẩn bị ra múa và đốt pháo nha mọi người. Ở đây mình sẽ cho thấy mọi người đốt pháo. Nãy mình thấy cái dây pháo rất dài. Mình sẽ đi vòng trong mấy ngoài để theo ba con xíu múa lân và đốt pháo. Ở đây đó, họ đốt cả pháo bông và cả pháo pháo giống nhau, pháo rít, pháo mình thường gọi là pháo chung, pháo dài nguyên một băng dài các bạn. Băng pháo của nó dài khoảng có chừng mấy chục mét tới gần 100 mét á. Để xíu mình sẽ quay cái cảnh băng pháo cho mọi người xem. Nó giống như là cái nó giống như cái dây cứu hỏa. Nên đội lân sẽ chuẩn bị và bắt đầu. Chút xíu rồi chống lên thì chắc có thể mình không nói được, nhưng mà mình sẽ quay cho các bạn xem. Xíu nữa, từ từ. Từ từ nó xin rồi mình cho.
vô chợ lên múa chút xíu nữa sẽ ra ngoài trời coi bánh pháo bông. Mọi người tập trung ở đây rất đông.